Chị Si là con vẹt mái già hơn 4 tuổi, con vẹt lớp bớt nên là con vẹt tinh vàng mùa non năm nay. Và nó là trùm khu phố, nó không sợ ai hết trơn á. Nó không sợ ai hết trơn á. Nó thấy không? Cả nhà thấy nó ăn hiếp chị Si không? Nó ăn hiếp chị Si không? Nó ăn hiếp con vẹt nít nha, nó ăn hiếp con vẹt nít, nó cắn con vẹt nít, nít nhường nó. Xong bây giờ nó tới tới chị Si nó cũng ăn hiếp luôn. Tới chị Si nó cũng ăn hiếp luôn. Đó, tới chị Si nó cũng ăn hiếp. Hỏi cho cả nhà thấy nó già mồm chưa? Đó, ta không sợ ai mà, ta là trùm khu phố mà. Ta là vẹt lớp bớt mà, một giống vẹt nhỏ nhưng mà già mồm mà. Nhỏ nhưng mà tưởng mình là đại bàng á nha. Này chị Si nè. Chị Si là vẹt Nhật Hồng. Lý do cả nhà hỏi lý do tại sao mà mình nuôi vẹt lớp bớt với vẹt Nhật Hồng mà mình nuôi chung được là lý do mấy con vẹt nhà mình á, mấy con vẹt Nhật Hồng nhà mình nó nhường cả nhà ơi. Mấy con vẹt Nhật Hồng nhà mình con nào nó cũng nhường hết á, nó cũng nhường con vẹt vàng này, cho nên là con vẹt vàng này nó tưởng nó là trùm khu phố. Cả nhà đừng hỏi tại sao đeo cọng xích cho chị Si giống vậy nha. Là tại vì cái cọng xích đó mà không đeo giống vậy là chị Si bay nhanh, chị Si bay cao, chị Si bay xa, chị Si cắn cái nhà này còn cái nịt luôn, đeo cho nó nặng chị Si đỡ bay đi phá.